Tết Hàn Thực vào ngày nào âm lịch? Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Tết Hàn Thực. Tết Hàn Thực đã xuất hiện từ rất lâu ở đất nước ta và đã trở thành một ngày lễ quen thuộc với tất cả mọi người. Ngày Tết này còn có một cái tên dân dã và quen thuộc hơn, đó là Tết Bánh Trôi Bánh Chay. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết chính xác Tết Hàn Thực rơi vào ngày nào âm lịch hay nguồn gốc và ý nghĩa sâu xa của ngày lễ này. Trong video ngày hôm nay, chuyên gia phòng thờ Việt Nam Match sẽ giúp bạn giải đáp những điều thắc mắc đó. 1. Tết Hàn Thực là ngày nào âm lịch? Tết Hàn Thực hay còn gọi là Tết Bánh Trôi Bánh Chay là ngày lễ diễn ra vào ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch hàng năm. Trong năm 2023 này, Tết Hàn Thực rơi vào ngày thứ Bảy, ngày 22 tháng 4 dương lịch. 2. Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Tết Hàn Thực. Hàn Thực là từ Hán Việt, có nghĩa là ăn đồ ăn nguội lạnh. Ngày lễ này bắt nguồn từ bên Trung Quốc và đã du nhập vào nước ta từ xa xưa. Khi du nhập vào nước ta, Tết Hàn Thực đã được hợp nhất với Tết Bánh Trôi Bánh Chay để trở thành dịp lễ có ý nghĩa rất đặc biệt, mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam ta. Mỗi năm cứ vào ngày này, người người nhà nhà đều nô nức nặn bánh trôi bánh chay để dâng cúng, lên bàn thờ gia tiên, thể hiện lòng thành kính với tổ tiên và hướng về nguồn cội. Thêm vào đó, bánh trôi và bánh chay đều được làm từ bột gạo. Nguyên liệu và cách chế biến hai món ăn này đều chứa đựng tinh hoa văn hóa của nền văn minh nông nghiệp lúa nước. Hình ảnh những chiếc bánh trôi, bánh chay vừa trắng vừa tròn xếp sát nhau cũng dễ khiến người ta liên tưởng đến bọc trăm trứng của mẹ Âu Cơ trong sự tích con rồng cháu tiên của dân tộc ta. Về nguồn gốc của ngày Tết này, đó là một phong tục đã có từ lâu đời của người Trung Quốc. Phong tục ăn đồ ăn nguội lạnh trong ngày Tết Hàn Thực bắt đầu xuất hiện ở nước Tấn. Vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, liên quan tới câu chuyện giữa vua nước Tấn là Tấn Văn Công và hiền sĩ của ông ta tên là Giới Tử Thôi. Giới Tử Thôi là một trung thần đã theo phò vua Tấn Văn Công của nước Tấn trong 19 năm trời. Trải qua nhiều khó khăn gian khổ, Giới Tử Thôi đã giúp Tấn Văn Công giành lại Giang Sơn. Tuy nhiên, đến lúc luận công ban thưởng, nhà vua đã quên mất công trạng của ông. Không buồn phiền vì điều đó, ông đã cùng mẹ lên núi ở ẩn. Lúc này, vua Tấn đã nhớ ra ông, muốn mời ông quay về triều đình để đền đáp. Tuy nhiên, Giới Tử Thôi đã một mực từ chối. Để ép buộc ông quay về, vua Tấn đã ra lệnh cho đốt rừng, khiến cả hai mẹ con ông đều chết cháy. Quá đau buồn, ân hận về sai lầm của mình, vua Tấn đã cho lập miếu thờ ông và hạ lệnh cả nước kiêng dùng lửa trong 3 ngày, chỉ ăn các đồ ăn nguội đã chế biến từ hôm trước để tưởng nhớ ông. 3. Mâm cỗ cúng Tết Hàn Thực gồm những món gì? Mâm lễ cúng Tết Hàn Thực chỉ có những lễ vật rất đơn giản, gồm có hương, hoa, mâm ngũ quả đại diện cho ngũ hành, trầu cau và một ly nước sạch. Ngoài ra, không thể thiếu món bánh trôi và bánh chay. Gia chủ nên bày 3 hoặc 5 đĩa bánh trôi, 3 bát bánh chay lên bàn thờ. 4. Giờ nào tốt để làm lễ cúng Tết Hàn Thực? Ngày 22 tháng 4 năm 2023 có các khung giờ tốt sau, có thể làm lễ cúng Tết Hàn Thực. Giờ Thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tị từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân, từ 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều, giờ Dậu từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối. 5. Khi cúng Tết Hàn Thực, gia chủ cần lưu ý những gì? Ngày chính diễn ra lễ cúng Tết Hàn Thực là ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch. Tuy nhiên, nếu gia chủ bận, không thể làm lễ đúng ngày, thì có thể làm bù vào một ngày bất kỳ trong tháng 3 âm lịch cũng được. Tết Hàn Thực ở ta khác bên Tàu ở chỗ, người dân vẫn có thể dùng lửa, nhưng giống bên họ là sẽ có thêm các món đồ ăn nguội lạnh. Trong ngày Tết Hàn Thực, các món ăn dâng cúng lên bàn thờ phải là các thực phẩm nguội, các món ăn được chế biến sẵn từ trước, ví dụ bánh trôi, bánh chay, thịt nguội. Gia chủ nên làm lễ cúng trước 7 giờ tối để thuận tiện cho sinh hoạt của các thành viên trong gia đình và tránh việc mọi người bị đầy bụng, khó tiêu do ăn bánh trôi bánh chay sát giờ đi ngủ. Nên giữ cho phòng thờ sạch sẽ và tôn nghiêm. Không nên đặt hoa giả, đồ ăn giả hoặc đồ ăn đã bị ôi thiêu lên bàn thờ. Tất cả các món đồ cúng bày lên bàn thờ phải là đồ ăn thật, tươi mới và sạch sẽ. Sau khi đã cúng xong, cả gia đình sẽ cùng nhau quây quần ăn bánh trôi, bánh chay và cầu mong những điều may mắn, tốt đẹp sẽ đến với gia đình mình. Chuyên gia phòng thờ Việt Nam Match vừa cùng bạn tìm hiểu những nét thú vị về ngày Tết Hàn Thực. Nếu muốn tìm hiểu thêm về các ngày lễ quan trọng khác của dân tộc ta, thì bạn có thể tìm kiếm các video mà chúng tôi đã đăng trên kênh YouTube này, hoặc đọc các bài viết trên trang web chuyên gia phong thờ.com. Nếu bạn cần tư vấn về các loại bàn thờ, mua sắm các loại bàn thờ đứng, bàn thờ treo thì hãy gọi ngay tới hotline của công ty chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng và kịp thời. 0904202880 hoặc 0911727997. Địa chỉ cửa hàng của chúng tôi ở số 61 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.